Thưa quý vị, tiếp tục ngày làm việc thứ 10, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Sáng nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường chủ trì điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Phiên họp lần này, đa số các đại biểu tán thành về sự cần thiết sửa đổi luật kinh doanh, bảo hiểm như trình bày tại tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Tuy nhiên, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho rằng, dự thảo luật chưa đề ra các nguyên tắc khác liên quan đến sự ràng buộc, kết nối giữa tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm, đồng thời nhấn mạnh quan điểm dự thảo luật mới chỉ quan tâm quyền lợi của bên bán. Hợp đồng bảo hiểm còn nặng về bảo vệ lợi ích và rủi ro cho bên cung cấp bảo hiểm, cho doanh nghiệp bảo hiểm. Nhưng người được thụ hưởng, người mua bảo hiểm thì chưa được chú trọng đúng mức. Trong thực tế, một số loại hình bảo hiểm, tình trạng người mua chỉ được cung cấp hợp đồng in sẵn mà nội dung hầu như có lợi cho bên bán bảo hiểm để thực hiện việc ký và mua bảo hiểm. Do đó, cần quy định trong dự thảo luật đảm bảo cân bằng lợi ích giữa bên bán và bên mua phải đảm bảo, phải bình đẳng, minh bạch, công khai, quy định chặt chẽ, bảo đảm quyền và lợi của khách hàng tham gia bảo hiểm. Ví dụ, tại Điều 16, dự thảo luật nêu điều khoản loại trừ trách nhiệm của người bán, nhưng không nêu điều khoản loại trừ trách nhiệm của người mua. Do đó, cần nghiên cứu bổ sung nội dung này để bảo vệ được quyền lợi của người mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và người thụ hưởng. Về hoạt động cung cấp bảo hiểm qua biên giới, trước tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ngoài không cần thành lập pháp nhân ở Việt Nam nhưng vẫn được cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho tổ chức cá nhân ở Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho rằng cần bổ sung thêm các khái niệm có liên quan như bảo hiểm qua biên giới, môi giới bảo hiểm qua biên giới, bán bảo hiểm qua biên giới. Hơn nữa, hoạt động này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như đầu tư chui, rửa tiền, trốn thuế. Đây cũng là vấn đề mà dự thảo luật cần phải đặc biệt quan tâm. Cần xây dựng các quy định chặt chẽ, nhất là việc chuyển ngoại tệ từ nước trong nước ra nước ngoài thanh toán phí bảo hiểm, tiền từ nước ngoài vào Việt Nam để thanh toán bồi thường tổn thất, điều kiện để hoạt động các dịch vụ bảo hiểm qua biên giới v.v. nhằm đảm bảo quyền lợi của các tổ chức cá nhân mua bảo hiểm tại Việt Nam cũng như đảm bảo năng lực tính minh bạch của nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đầu tư vào thị trường bảo hiểm Việt Nam. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cũng cho rằng hiện nay tại nhiều chi nhánh tổ chức tín dụng làm đại lý bảo hiểm xảy ra trường hợp khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ hủy bỏ hợp đồng ngay ở năm đầu tiên mà không tiếp tục ở các năm tiếp theo. Khách hàng mua bảo hiểm qua ngân hàng chỉ mang tính chất đối phó, bị ràng buộc để đảm bảo thuận lợi cho giao dịch với ngân hàng về một số sản phẩm dịch vụ có liên quan. Do đó, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước cần hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường quản lý, giám sát hoạt động bán bảo hiểm của các đại lý là ngân hàng thương mại.